Mới đây, hình ảnh cũ trong quá khứ của Dung Ki Ho gây bất ngờ với cư dân mạng. Theo tiết lộ, vào những năm cấp 2, nam diễn viên từng có ngoại hình kém sắc, mập mạp do ăn 10 bữa một ngày. Sau này khi chuyển sang nghiệp diễn, anh đã nỗ lực giảm cân để có ngoại hình điển trai như hiện tại. Dung Ki Ung Ho hiện là một trong những ngôi sao truyền hình được yêu mến bậc nhất xứ hàng qua bộ phim Chuyện đời bác sĩ. Mới đây, hình ảnh cũ trong quá khứ của Dung Kiung Ho gây bất ngờ với cư dân mạng. Theo tiết lộ, vào những năm cấp 2, nam diễn viên từng có ngoại hình kém sắc, mập mạp do ăn 10 bữa một ngày. Sau này khi chuyển sang nghiệp diễn, anh đã nỗ lực giảm cân để có ngoại hình điển trai như hiện tại. Dung Kiung Ho hiện là một trong những ngôi sao truyền hình được yêu mến bậc nhất xứ hàng qua bộ phim Chuyện đời bác sĩ. Asepa Karina đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ tháng 7 theo sau đó là Blackpink Jenny và Irerong của Braver Girl. Asepa Karina đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ tháng 7. Theo sau đó là Blackpink Jenny và Irerong của Braver Girl. Đài MBC thông báo chương trình tạp kỹ, Hàn Quốc Quyết của MC quốc dân Yujia Esuk sẽ bị tạm dừng trong 3 tuần do Thế vận hội Tokyo 2020. Đài MBC thông báo chương trình tạp kỹ, Hang Quốc Quyết của MC quốc dân Yu Ji-ae sẽ bị tạm dừng trong 3 tuần do Thế vận hội Tokyo 2020. Dàn sao hàng sông Cang Ho, Lee Byung-hun, đạo diễn hang Ji-ae Jim và Im Si-wan tại liên hoan phim Cang lần thứ 74. Dàn sao hàng sông Cang Ho, Lee Byung-hun, đạo diễn hang Ji-ae Jim và Im Si-wan tại liên hoan phim Cang lần thứ 74. Ông chủ JYP Entertainment Dinh đã dành nhiều lời khen ngợi cho bản cover An Phi của Kim Se Ông chủ JYP Entertainment, Park Jin -rang đã dành nhiều lời khen ngợi cho bản cover An Phi của Kim Se Trong chương trình Series Money Club của đại JTBC, Lee Sung Kyung tiết lộ cô bị dạng ra vì tăng cân quá nhanh khi tham gia bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Du. Tuy nhiên đây cũng là trải nghiệm đáng quý đối với cô. Trong chương trình series Money Club của đài JTBC, Lee Sung Kyung tiết lộ cô bị dạng ra vì tăng cân quá nhanh khi tham gia bộ phim Tiên nữ cử tạ Kim Bok Du. Tuy nhiên đây cũng là trải nghiệm đáng quý đối với cô. Công ty quản lý cơ quờ Entertainment thông báo thành viên Minri đã sẵn sàng trở lại hoạt động cùng nhóm nhạc ATEEZ. Hiện sức khỏe của nam thân tượng đã hồi phục. Minri tạm ngừng hoạt động kể từ tháng 11 năm ngoái sau khi mắc bệnh rối loạn lo âu. Công ty quản lý cơ quờ Entertainment thông báo thành viên Minji đã sẵn sàng trở lại hoạt động cùng nhóm nhạc ATEEZ. Hiện sức khỏe của nam thần tượng đã hồi phục. Minji tạm ngừng hoạt động kể từ tháng 11 năm ngoái sau khi mắc bệnh rối loạn lo âu. Nữ ca sĩ Sunmi thông báo trở lại cùng album mới vào 6, 8 với tạo hình cực chất. Nữ ca sĩ Sunmi thông báo trở lại cùng album mới vào 6, 8 với tạo hình cực chất.